Chào mọi người, hôm nay chúng ta tiếp tục những cái cuộc hành trình tại Vinhome Motion Park. Và bây giờ chúng ta vào trong dự án, nó rất là khó và bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Báo đúng mã căn thì chúng ta sẽ vào đúng cái mã căn đấy. Nếu mà đi lang thang thì sẽ bị phạt. Nên anh chị vào dự án là mình sẽ lưu ý những cái vấn đề đấy. Chúng ta đang chạy trên cái cung đường phía sau của dãy sao biển 23. Hôm nay thì mình sẽ làm một clip về sao biển 23. Và đây là những cái căn ở mặt sau, những mặt sau của căn sao biển 23. Mặt sau này thì cái cửa các bạn nhìn nó sẽ khá nhỏ. Cái cửa này thì mỗi một căn nó sẽ có hai cửa, một cửa chính và một cửa phụ. Chúng ta sẽ vào trong. Đây là một cái khe của một cái căn xẻ khe. Một căn xẻ khe ở đây thì diện tích điển hình của một căn nó sẽ là khoảng 94,5 m². Và đây là một cái khe thông giữa hai căn, tức là một căn phía mặt trước, một căn mặt sau, thì nó sẽ rộng đến 189 m². Đây là cái xẻ khe bên hông của một căn xẻ khe của sao biển 23. Một căn xẻ khe của phân khu sao biển 23. Đây là cái mặt đường ở phía ngoài, tức là mặt đường chính của sao biển 23. Ở đây thì một cái căn xẻ khe như thế này thì mặt tiền của nó là 7 m, thì bao gồm cái mặt tiền chính của căn nhà nó là 5 m, và cái phần bên hông, cái khe bên hông nó sẽ rộng thêm khoảng 2 m, bao gồm cả tường. Thì đây là một mặt tiền của căn xẻ khe là 7 m. Bên cạnh đây thì có một số căn họ đang làm nội thất rồi. Thì bình thường ở đây thì các cái căn shop house sao biển 23 thường thì mặt tiền nó sẽ là 5 m. Kể cả căn xẻ khe này nó cũng là 5 m về mặt tiền xây, nhưng mà nó có thêm một cái khe ở bên hông như căn này thì nó sẽ là mặt tiền 7 m. Và xây đều là xây 4 tầng một tum như nhau. Ở đây thì đấy là cái sự khác biệt giữa các cái căn xẻ khe và các căn thường, tức là nó có thêm một cái phần ở bên hông mà chúng ta vừa xem. Còn đây là cái con đường ở phía trước của cái căn của cái dãy sao biển 23, tức là mặt đường 40 m, thì cái đường này nó sẽ rộng 7 m. Cái làn giải phân cách cứng này nó sẽ rộng 6 m. Sau đó đến cái mặt đường ngoài, một làn của nó là 11,2 m. Và nó sẽ có một tiếp một cái giải phân cách cứng 5,5 m, và bên kia cũng là 11,2 m. Các bạn lưu ý thì cái đường 40 m này nó chia thành 3 làn đường. Thì chúng ta có riêng một cái làn đường 7 m ở phía trước của dãy sao biển 23 để đi nội bộ. Thì đây là một mặt tiền của một căn điển hình. Mặt tiền của một căn điển hình xẻ khe, và cũng là mặt tiền của một căn shop điển hình của sao biển 23, hoặc là sao biển 01, hoặc là Ngọc Trai 06, Ngọc Trai 08. Tức là những cái dãy shop sở hữu lâu dài tại dự án Vinhome Motion Park điển hình nhất ở những cái trục đường chính nhất. Ví dụ ở đây thì là trục đường 40 m. Thì chúng ta sẽ khám phá cái khe xem là nó có cái gì. Đây là căn sao biển 23409. Căn này nó là một cặp, phía sau nó là 101. Đây là một cái khe ở bên hông. Khe bên hông này nó sẽ rộng khoảng 1,8 m, và cộng cả tường nữa thì nó sẽ khoảng 2 m. Nó sẽ có những cái cửa chờ, cửa bên hông đấy nó có hai cửa. Tức là mỗi một căn nó sẽ có một cửa, vì đây là một cặp. Một cặp đối lưng vào nhau thì nó sẽ có hai cửa ở bên hông này. Cái khe thoáng này thì chúng ta có thể làm được thêm kiểu sân vườn tiểu cảnh, hoặc những cái vùng phụ trợ nếu mà mình kinh doanh. Đấy, cái cửa bên hông thì cũng khá là rộng ở cái khe thoáng này. Và đây là phía mặt sau của căn shop. Thì chúng ta sẽ đi một vòng ở quanh cái khu sao biển 23 để xem nó như thế nào. Đây là toàn bộ mặt sau. Chúng ta thấy mỗi căn nó đều có hai cửa, và cửa nó khá nhỏ, nó chỉ khoảng 1,8 m thôi. Đó, đây là những cái căn góc. Đây là mặt ngoài, chúng ta đang đi ở cái làn đường giữa, làn đường 11,2 m. Và cách một cái làn, cái giải phân cách cứng kia là bên kia là cái làn đường ở trước cửa của cái dãy sao biển 23, nó rộng 7 m. Thì chúng ta di chuyển ở đường này để các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về các cái căn mặt tiền tại sao biển 23,
Và sau biển 23 này hiện tại đang nhìn ra phía trước đấy là một cái bãi đất trống. Bãi đất trống ở phía trước thì chúng ta đọc trên quy hoạch của Gia Lâm năm 2017, tỷ lệ 1.500 đấy là một cái dự án đổi đổi đất với hạ tầng, gọi là dự án đã chuyển đổi mục đích, và sẽ có dự án đối diện với cái khu sao biển 23 này. Nếu mà nó thành hình sớm thì cái khu sao biển 23 này cực kỳ đắt giá. Cực kỳ đắt giá vì nó nằm trên một cái mặt đường lớn, đấy là đường 40 m. Còn hiện tại thì dự án ở đối diện với cái sao biển 23 này họ đang quây tôn rồi, chưa biết là ai làm. Theo thị trường đồn đại thì là của Vingroup, còn mình thì mình không chắc vì trong quy hoạch nó không ghi rõ. Thì ở đây chúng ta nhìn toàn cảnh cái mặt ngoài của sao biển 23. Ở sao biển 23 này thì mình đã thấy một cái lượng cư dân về hoàn thiện nhà rất là đông. Ví dụ như đây có một chủ họ làm 3 căn liền. Và đấy, rất là đông, các bạn nhìn về sao biển 23 các bạn thấy là một trong những cái khu nhận bàn giao sớm và về hoàn thiện nhà cũng nhanh. Cái lượng ở đây so với các cái phân khu khác ở trong sao biển thì mình thấy là nhanh, khá nhanh. Đây là cái toàn bộ cái mặt ngoài. Bình thường thì một căn sẽ là có một nửa mái, hai căn chung một mái. Và đây là cái mặt tiền chính. Mặt tiền chính thì sẽ là tầng 1, tầng 2 sẽ là để ô kính, và tầng 1 thì sẽ kéo cửa cuốn. Tầng 2 thì các bạn nhìn thấy rồi, để cửa kính không. Tầng 3, tầng 4 thì chúng ta thiết kế để là ở. Đó, đây là cuối của cái cung đường sao biển 23. Thì cạnh đi thẳng cái con đường 40 đấy thì chúng ta vừa đi mặt sau cả mặt trước rồi. Thì chúng ta đây là sao biển 22. Sao biển 22 này thì là cái 14 căn biệt thự song lập nhìn thẳng sang Vincom. Và cái khu sao biển 23 vừa xem thì chúng ta cái đường 40 m đấy là cũng kéo từ đường Đông Dư Dương Xá về đến Vincom. Đây là 14 căn song lập duy nhất tại khu sao biển mà bàn giao không có hàng rào để kinh doanh. Và căn sao biển đơn lập ở màn hình chúng ta nhìn thấy là bán ra thị trường là 52 tỷ. Căn sao biển 2232. Bên này thì là biển hồ. Biển hồ tại Vinhomes Park. Hôm nay mình sẽ nói sơ qua về sao biển 23, nó nói chung là nó khá chi tiết rồi vì mình đã làm rất nhiều clip về khu sao biển 23 rồi. Còn đây là một cái loại shop house khác tại Vinhomes Park, đấy là shop house kim cương tại biển hồ. Thì ở đây cái căn nhà nó khá là nông. Thiết kế các bạn nhìn thấy rồi, trên mặt tiền đây là chúng ta thấy 5 tầng. Thì tầng 1, tầng 2 cũng kéo kính. Tầng 1 cũng cửa cuốn và tầng 2 thì kéo kính. Tầng 3, 4, 5 thiết kế để lưu trú. Thì ở đây hiện tại chưa rõ là chủ tư họ có bán hay không. Nó đối diện với Vincom và phía trước nó là biển hồ Vinhomes Park. Đấy là cái lợi thế của cái khu shop này. Khu shop này thì mình nghĩ sẽ là shop house thương mại dịch vụ sở hữu 50 năm. Còn khu sao biển 23 thì chúng ta sẽ là sở hữu vĩnh viễn, sở hữu lâu dài, theo có giấy chứng nhận sở hữu lâu dài, quyền sử dụng đất. Đây là cái khu shop thương mại dịch vụ ở khu vực biển hồ Kim Cương. Đó, nó đối diện ra với biển hồ. Ở đây thì gồm 24 block, 24 căn shop. Không biết là chủ đầu tư họ sẽ bán cả cụm hay họ sẽ phân lô tách bán lẻ thì mình chưa có thông tin gì hết. Cho đến thời điểm hiện tại cũng chưa có thông tin gì cả. Thì đây là khu vực biển hồ. Biển hồ thì hiện tại đã đầy nước rồi. Nhưng mà chưa rõ là chủ đầu tư khi nào sẽ khai trương. Thì ở đây có cái bộ phận là bộ phận lọc nước các bạn nhé. Bộ phận lọc nước thì sẽ ở phía trước cái khu shop thương mại dịch vụ vừa rồi. Và nó nằm sâu ở phía dưới phía đáy. Nằm sâu ở dưới phía phía trong lòng đất. Đây là biển hồ. Biển hồ thì đã hoàn thiện rồi. Mình cảm giác là hoàn thiện đến khoảng 70-80% rồi. Chưa biết là khi nào chủ đầu tư họ sẽ khai trương thôi. Nước thì đã bơm đầy. Cảnh quan rất đẹp, bây giờ chỉ còn một số công nhân họ vẫn đang làm cái thao tác là làm sạch lòng hồ. Thì các bạn nhìn đây chỉ còn rất ít công nhân thôi, họ làm cái công việc đó. Nạo vét lòng hồ hay là hút cát hay gì đó thì mình không biết vì không được vào bên trong. Thì nếu mà biển hồ khai trương thì cái giá bất động sản nó sẽ tăng, nó sẽ dậy sóng và nó sẽ tăng thêm một cái bậc tăng trưởng mới. Hiện tại thì bắt đáy bất động sản ở thời điểm hiện tại là thị trường đang rất tốt, tức là giá nó đang đào rất là thấp. Các cái đợt tất toán ngân hàng là 30 tháng 6, 30 tháng 8 và 30 tháng 10
thì sẽ phải tất toán ngân hàng. Những khách hàng nào mà dùng đòn bẩy ngân hàng thì họ hầu như sẽ ra hàng vào giai đoạn này, và họ ra hàng giá rất là tốt để anh chị nào mà đầu tư ở cái mức trung hạn từ 3 đến 5 năm thì có thể đầu tư được. Còn đây là hoàng hôn tại Vinhome Ocean Park, thì một cái góc máy mà cho các bạn cảm nhận được một cái thành phố rất là hiện đại, một Singapore thu nhỏ đúng nghĩa. Thì chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta đã cảm giác nó gần tương đương như Singapore rồi. Nó khá là giống Singapore với những tòa tháp cao ốc có mặt hồ rất là rộng. Có cái là đây là Singapore Việt Nam, Singapore tại Việt Nam. Thì hoàng hôn tại Vinhome Ocean Park là một trong những cái điểm đón hoàng hôn ở Hà Nội rất là đẹp, so với ví dụ bên cạnh Hồ Tây, bên cạnh những cái dự án đô thị khác mà có những không gian thoáng đãng, không gian mặt hồ để chúng ta đón hoàng hôn thì có thể rất là hiếm ở Hà Nội. Ngoài Tây Hồ ra thì chúng ta có Vinhome Ocean Park là nơi đón cái hoàng hôn rất là đẹp. Bên cạnh đó thì xa, cách đây khoảng 7 tháng cây thì chúng ta sẽ có một cái khu đô thị Eco Park, thì ở đó cũng đón hoàng hôn rất là đẹp. Ngoài ra các vị trí chúng ta đón hoàng hôn khác thì có thể là trên những cái tòa cao ốc, ví dụ như Keng Nam, hoặc là chúng ta ra đê sông Hồng. Không có nhiều những cái điểm đón hoàng hôn đặt những cái điều kiện ví dụ như an toàn, vui vẻ, có điểm tham quan, có điểm vui chơi, giải trí. Thì Vinhome Ocean Park là cái nơi mà hội tụ được những cái điểm đấy. Vừa có cảnh quan của tự nhiên, tức là hoàng hôn của tự nhiên, vừa có mặt hồ, vừa có những tiện ích, tức là khi chúng ta ví dụ chúng ta cho cả gia đình đến tham quan vui chơi thì chúng ta có cái không gian cho các cháu, rồi chúng ta có sự riêng tư cho mình. Thì tại Vinhome Ocean Park đạt đủ những cái điều kiện đó để anh chị tới đây, ở đây và tham quan vui chơi giải trí ở ở dự án này, nó đầy đủ những tiện ích. Và kỳ vọng trong thời gian khoảng 2 đến khoảng 3 năm tới thì cái tỷ lệ lấp tại Vinhome Ocean Park nó sẽ đạt khoảng trên 50%. Thì cái thành phố này, cái thành phố một cái quận mới của Hà Nội sẽ rất là đông vui và nhộn nhịp. Ở đây thì nếu mà tỷ lệ lấp đến khoảng 50% thì mình nghĩ nó rất là sôi động. Như là vừa rồi là khai trương cái trường cái bể bơi thì nó đã rất là đông rồi, thì không hiểu là khi mà đạt đến 50% tỷ lệ lấp thì nó quá là khủng khiếp, nó như một cái Time City mà nhân khoảng 10 lần lên, thì chính là Vinhome Ocean Park. Anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm đầu tư hoặc là mua bán hoặc là chuyển nhượng tại Vinhome Ocean Park thì vui lòng inbox trực tiếp, hoặc là sẽ gọi cho hotline cho em theo số điện thoại trên màn hình, hoặc là inbox qua Zalo, Viber hoặc là SMS. Nếu mà anh chị bận rộn thì chúng ta có thể làm việc qua những cái kênh đó. Thì bên em có nhận hai đầu hàng, một là chuyển nhượng, tức là sang tên trực tiếp khách sang khách, hai là sẽ nhận ký gửi độc quyền của anh chị. Anh chị nào có nhu cầu quan tâm mua hoặc là bán ra thì bên em sẽ kết nối cho anh chị có những sản phẩm phù hợp nhất và phù hợp với ví ví tiền, vừa phù hợp với sở thích của anh chị. Xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại. Trời chiều vàng úa, một buồn nhìn từng đợt sóng, hai ô vô cánh còi. Người về xa xăm, cuộc tình xanh xao bờ mê.